chương trình 24 giờ chuyển động. Dịp Tết đến xuân về thì xin phép được gửi lời chúc đến Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin chúc quý vị lãnh đạo đài luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và đưa những cái chương trình của đài ngày càng gần hơn với khán giả. Chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024, Roy Anh xin gửi lời chúc đến Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công. Và đồng thời, Roy Anh cũng xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả đang xem chương trình một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Chúc cho quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và hãy tiếp tục đồng hành đón xem những chương trình thú vị hấp dẫn trên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Và Ngọc Nhi cũng xin được gửi lời chúc đến ban lãnh đạo đài, các anh chị trong ban biên tập và chào đón một năm mới phát triển thành công rực rỡ của TTV11. Minh Dũng xin chúc tất cả anh chị quý báo đài một năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, như thường lệ trong những ngày Tết cổ truyền này thì chúng ta lại được nghe những lời chúc Tết vô cùng ấm áp và dễ thương đến từ các khách mời và MC đang cộng tác với các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đó là luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đầu bếp Ri Anh Phạm, MC Ngọc Nhi, diễn viên Minh Dũng. Vâng, xin được cảm ơn những lời chúc tuyệt vời vừa rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình 24 giờ chuyển động xin được chia sẻ tới quý vị những câu chuyện ấm lòng đầy ý nghĩa trong những ngày đón xuân. Hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị nhiều sự ấm áp, những tình thương trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Sau đây sẽ là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, trải nghiệm Tết đậm chất xưa được tái hiện tại ngôi làng cổ độc nhất vô nhị ở ngoại thành Hà Nội. Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông, thiên đường du lịch cộng đồng xứ Thanh. Tiểu mục nóng trên mặt báo với cảm xúc về nhạc Tết 2024. Không chỉ là những khúc nhạc tràn đầy vui tươi, khơi gợi không khí sum vầy, hứng khởi đón Tết. Những ca khúc này còn cho ta thấy xu hướng sáng tạo, thưởng thức âm nhạc trong năm 2024. Đó là đậm truyền thống và đầy tính nhân văn. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Mở đầu chuyến hành trình du xuân ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với một không gian Tết đậm chất xưa, đặc trưng của những ngôi làng ở đồng bằng Bắc Bộ, đã được tái hiện ngay tại ngôi làng cổ độc nhất vô nhị ở ngoại thành Hà Nội, làng cổ Đường Lâm. Từ ẩm thực ngày Tết, các phong tục đầu năm như mừng tuổi, thả cá chép, cho đến các trò chơi dân gian truyền thống đều được diễn ra trong không gian cổ kính của ngôi làng. Nhiều hoạt động hấp dẫn cùng không gian đậm màu xưa cũ đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với nhiều trải nghiệm thú vị. Không gian chợ Tết truyền thống đậm chất xứ Đoài được tái hiện ngay trung tâm làng cổ Đường Lâm, sân đình Mông Phụ đã gợi lại biết bao cảm xúc cho bà Phạm Thị Lan về một thời ấu thơ theo mẹ đi chợ sắm Tết. Bà Phạm Thị Lan, tỉnh Tuyên Quang nhớ lại. Ngày xưa thì tôi vẫn thường theo mẹ tôi ra chợ sắm Tết. Mặc dù thì xưa Tết thì nó không được phong phú như bây giờ, nó nghèo hơn, nhưng mà Tết cổ truyền thì nó vẫn thế, vẫn có các trò chơi đấy, vẫn có bánh trưng, bánh tẻ, các loại bánh như này. Còn với các bạn trẻ, nhất là em Tô Ngọc Huyền, thì không gian chợ Tết này lại mang đến những cảm nhận khác biệt và lạ lẫm. Đến với không gian Tết làng Việt, du khách còn được trải nghiệm tìm hiểu về các nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như nghệ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ, nặng tò he, các trò chơi dân gian. Không gian đậm chất Tết xưa đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong lòng du khách nước ngoài. Thông qua các hoạt động phong phú hấp dẫn với sự kiện này, không chỉ góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực độc đáo, mà còn là để giữ gìn truyền thống cho thế hệ mai sau. Thông qua Tết làng Việt, chúng ta khơi lại không gian, phong cảnh và nét sinh hoạt của dân tộc ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ đó, chúng ta bảo tồn các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Điểm đến tiếp theo mà chúng tôi sẽ đưa quý vị đến khám phá, đó là khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông, nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch cộng đồng xứ Thanh. Bù Luông là tên gọi của đồng bào dân tộc Thái, có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Thưa quý vị, cộng tác viên của chương trình đã có mặt tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái Đen, để khám phá trải nghiệm các văn hóa truyền thống dân tộc của người Thái Đen nơi đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe và trải nghiệm quý vị nhé. Chị Hà Thị Tuyết, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
em chào chị. Vâng, chào chị ạ. Đây là dệt thổ cẩm ạ. Vâng, cái này là nghề truyền thống của dân địa phương mình, cho nên là nhà mình vẫn duy trì từ xưa đến nay. Ở trong xã mình thì cũng còn một vài hộ gia đình vẫn duy trì cái nghề này ạ. Thế dệt được cái khăn này có lâu không ạ? Một cái khăn này thường là nếu mà tạm mình có thời gian ấy, thì dệt một buổi là được tầm 2 cái ạ. Bây giờ chị có thể cho em thử dệt một cái được không ạ? Lên nương lên dãy hoặc là đi làm ruộng thì vào những buổi tối thì chúng tôi sẽ tập những tiết mục văn nghệ gửi đến du khách gần xa hãy về với quê hương của chúng tôi. Ông Nguyễn Thế Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thông tin. Xã Ban Công là một xã nó có một cái nét đẹp rất là tự nhiên, hiện nay vẫn giữ được cái sự hoang sơ của nó. Chính vì vậy mà chúng tôi đang muốn định hướng là cái du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm để từ đó thu hút khách du lịch. Những trải nghiệm thật tuyệt vời đúng không ạ? Qua đó mới thấy khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông không chỉ có cảnh quan, sông núi và hệ sinh thái đa dạng mà các bản làng nơi đây vẫn gìn giữ được những nét văn hóa đặc sắc. Tiếp tục chuyến hành trình du xuân ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với Đồng Tháp. Chào năm mới 2024, ngành du lịch địa phương đã công bố giới thiệu ra mắt chùm tour du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Chùm tour du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp ra mắt vào đầu năm 2024, gồm 9 tour trải khắp các địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Nổi bật là tour du lịch về nông nghiệp, về Đồng Tháp, liên tuyến Cao Lãnh, Sa Đéc, Lai Vung, tour du lịch nông nghiệp gắn với di sản văn hóa về miền di sản, Lấp Vò, Làng Chiếu Định Yên, tour du lịch nông nghiệp gắn với ngành hàng cá tra và ngành hàng sen ở Hồng Ngự Tam Nông, tour trải nghiệm rừng Tràm Chim, vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông, tour dạo cung đường xanh dệt khát vọng sen ở đất sen Hồng Đồng Tháp. Trước đó, Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất được tổ chức vào dịp Tết Dương lịch 2024. Ngành du lịch Đồng Tháp cũng đưa 4 tour du lịch trải nghiệm mới phục vụ du khách, gồm tour Sa Đéc Tỉnh Đất Tình Hoa, tour Vương quốc Hoa Sa Đéc, Hành trình Di sản Xanh, tour Sa Đéc, Không gian văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ, và tour Theo dấu Người Tình, với các địa điểm gắn với bộ phim nổi tiếng thế giới, Người Tình. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên Đán luôn là thời kỳ cao điểm của ngành du lịch, trong đó Cần Thơ được nhận xét là điểm đến hấp dẫn, phong phú về các loại hình, giúp cho du khách trải nghiệm một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trọn vẹn, ấm áp. Mời quý vị cùng đến khám phá những điểm đến hấp dẫn ở Tây Đô, thủ đô của miền Tây Nam Bộ. Thời tiết ở Cần Thơ trong kỳ nghỉ Tết khá mát mẻ. Từ sáng sớm đã có nhiều lượt du khách đổ về khu vực Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng tham quan chụp ảnh. Tất cả du khách đều thích thú với phong cảnh sông nước hữu tình. Bà Eli Golin, du khách Mỹ, hào hứng cho biết. Chị Trương Thị Thu Thảo, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho hay. Để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ, các khu du lịch ở Cần Thơ đã tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách tham quan. Nhiều làng du lịch đã có hơn 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản ô cốp đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh các trò chơi dân gian truyền thống, khu du lịch cũng tái hiện lại hình ảnh chợ nổi miền Tây. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, phó giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ, đánh giá. So với mọi năm, các điểm du lịch vui chơi giải trí tại Cần Thơ có nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn với nhiều trải nghiệm, trở thành điểm thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết. Chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện hoạt động thú vị, độc đáo, hấp dẫn được ghi nhận trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tiểu mục Nóng trên mặt báo. Trong tiểu mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những gì đặc biệt và hay hay về nhạc Tết đi Phương Uyên. Vâng, đúng rồi Kiều Tiên ạ. Ngày Tết mà không nói gì về nhạc xuân, nhạc Tết thì quả là rất là đáng tiếc. Vâng ạ, về thị trường nhạc Tết năm 2024 thì Kiều Tiên có đọc được đánh giá trên một bài báo có ghi là Đời sống âm nhạc Việt đã có sự sôi động, rộn ràng ngay từ đầu năm 2024 với nhiều sản phẩm mới. Không chỉ là những khúc nhạc tràn đầy vui tươi, khơi gợi không khí sum vầy, hứng khởi đón Tết, mừng xuân mới. Những tác phẩm này còn cho thấy xu hướng sáng tạo, thưởng thức âm nhạc trong năm 2024, đó là đậm truyền thống và đầy tính nhân văn.
Phương Uyên cũng nhận thấy là nhạc Tết năm nay có sự đa dạng về thể loại và nhiều màu sắc hơn vì sự lên ngôi của các bạn nghệ sĩ trẻ và rapper mới nổi. Rất là thú vị đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua xem nhạc Tết năm 2024 sẽ có những gì hấp dẫn và đặc biệt nhé. Một trong những thương hiệu nhạc Tết nhiều năm qua là Đi Để Trở Về. Năm 2024, thương hiệu này cho ra mắt nơi pháo hoa rực rỡ qua việc góp giọng của Orange, Hoàng Dũng, Cẩm Vân thể hiện. Bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng do Hứa Kim Tuyền sáng tác, cùng với cuộc gặp gỡ vô tình của những người bạn trẻ xa quê thể hiện trong MV. Đi Để Trở Về 8 truyền đi thông điệp dù có khó khăn đến nhường nào, hãy nhớ ta vẫn còn nhà, vẫn còn gia đình để quay về. Ngoài ra còn có ca khúc Tết Ổn Rồi, có sự góp giọng của Đông Nhi, Hiền Thục, Trùn Phạm, Bùi Công Nam. Tên bài hát cũng là câu nói thể hiện ước mong lớn nhất của nhiều người sau một năm bôn ba vất vả. Thị trường nhạc Tết năm nay đa dạng vì có sự tham gia của Bùi Công Nam. Tết Nhà Là Tết Nhất, Bích Phương, Ta Cùng Làm, Tết Càng Lớn, Trúc Nhân, Chuyện Cũ Bỏ Qua 4, Tết Xả Hơi, Làm Gì Căng, Double Duty, Mang Tết Về Nhà, Đức Phúc, Cười Vui Lấy Vía, Nan, Về Quê Thôi, Phan Mạnh Quỳnh, Biết Ơn Bởi Đang Ở Lại. Một số ca khúc Tết mang gam màu tươi sáng. Một số ca khúc Tết mang gam màu tươi vui do các nghệ sĩ trẻ góp giọng phải kể đến như Tết Xả Hơi, Làm Gì Căng, Trúc Nhân, Pháo, Cười Vui Lấy Vía, Đức Phúc, Xuân Tươi Rối, Quách Mai Thi, Tùng Viu, Dấu Chân Đầu Tiên, Bùi Công Nam, Double Duty, Anh Không Có Gì Ngoài Đặc Sản, Marcel, Double Duty, Orange. Ngoài sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, đường đua nhạc Tết năm nay còn có sự tham gia của các ngôi sao gạo cội. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết góp giọng trong Mai Má Về, tạo hiệu ứng tích cực. Hiện MV Mai Má Về có độ lan tỏa mạnh mẽ đến khán thính giả. Ngoài ra, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết còn góp giọng trong MV Cô Ba Ca Cổ. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết kết hợp với giọng ca Hồ Phi Nan. Ca khúc mang âm hưởng nhạc quê hương miền Tây kết hợp với lý câu vọng cổ ở giữa bài. Ở các sản phẩm nhạc Tết, nghệ sĩ thường chọn câu chuyện có nội dung liên quan đến Tết đoàn viên, nhìn lại một năm đã qua với những thành công thất bại. Tết cùng với những món ngon và tâm thế chờ đón một mùa xuân mới. Nhạc Tết năm nay cũng không ngoại lệ, nhìn chung những chủ đề này cũng được khai thác triệt để. Trong đó, ví dụ điển hình như ca nhạc sĩ Bùi Công Nam ra mắt Về Nhà Là Có Tết cho biết, anh muốn sáng tác một ca khúc mà bất kỳ ai khi nghe cũng phải nôn nao muốn về nhà. Cuối cùng, nam nhạc sĩ nói thông điệp Tết đoàn viên vẫn lựa chọn hàng đầu. Hay trong MV Biết Ơn Bởi Đang Ở Lại của Phan Mạnh Quỳnh là những khoảnh khắc chúng ta ghi chuyện buồn trong năm qua hoặc điều bản thân vẫn còn đang trăn trở đau xót. Mà còn lại họ viết lời cảm ơn hoặc điều gì đó tích cực muốn được lan tỏa. Ý tưởng này không chỉ tạo được cảm xúc với người nghe mà còn mang đến thông điệp giúp chúng ta nhìn lại một năm đã qua, những điều được và mất để nỗ lực hơn trong năm mới. MV Mai Má Về và Tết Ổn Rồi tô đậm thông điệp Tết đoàn viên sum vầy bên người thân. Vâng ạ, không khí đón Tết Nguyên Đán ở nước ta rất đặc biệt, gợi nhiều cảm xúc và thôi thúc nghệ sĩ sáng tác, thể hiện những khúc nhạc mới. Sự dồi dào ca khúc đầu năm cũng cho thấy năng lượng và không khí sáng tác, thụ hưởng âm nhạc Việt đầy khởi sắc trong năm 2024. Và có thể thấy những ca khúc nhạc Tết luôn có mẫu số chung về thông điệp và trong đó câu chuyện đoàn viên thường được chú trọng. Tuy nhiên, cách khai thác chủ đề này như thế nào để không bị đi vào lối mòn, thiếu sự sáng tạo, luôn là điều mà các nhạc sĩ, ca sĩ để tâm. Nói một cách khách quan thì năm nay thị trường nhạc Tết đã làm tốt vai trò của mình khi tạo được những ca khúc có độ lan tỏa nhất định, giúp khán thính giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn nghĩ về gia đình, về mái ấm, về sự sum họp sau một năm làm việc vất vả. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, cùng gặp gỡ gia đình lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, tiểu mục chuyện ngày Tết, cùng tìm hiểu về phong tục mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Phần tin quốc tế với những kỷ lục Guinness thế giới kỳ thú sẽ tiếp tục chương trình. Một cặp đầu bếp người Pháp mới đây đã ghi tên mình vào sách kỷ lục thế giới Guinness sau khi làm ra một chiếc bánh pizza được phủ tới 1001 loại phô mai. Để làm ra chiếc bánh pizza có nhiều loại phô mai nhất từ trước tới nay, hai đầu bếp Benoit Bruen và Fabien Mortel-Lanico đã cắt nhỏ các bánh phô mai thành những viên nhỏ nặng chỉ 2 gram. Anh Benoit Bruen cho biết 940 loại phô mai anh sử dụng được sản xuất tại Pháp, trong khi 61 loại còn lại có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác. Để giữ được hình dạng chiếc bánh, các đầu bếp đã xếp các loại phô mai cứng ở bên dưới, sau đó phủ lên những loại phô mai mềm hơn.
chiếc bánh pizza đã phá kỷ lục trước đó thuộc về chiếc bánh pizza phủ 834 loại phô mai do một đầu bếp cũng là người Pháp làm ra hồi năm 2021. Điều thú vị là sự kiện phá kỷ lục lần này đồng thời phá thêm một kỷ lục thế giới ở hạng mục sự kiện trưng bày nhiều loại phô mai nhất. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với Ấn Độ để nghe về một người đàn ông rất đặc biệt. Đó là ông Pujayana. Người đàn ông này hiện là chủ nhân của gia đình đông thành viên nhất thế giới, thưa quý vị. Ngôi làng Battan thuộc bang Morazam ở đông bắc Ấn Độ là nơi có một gia đình đông thành viên nhất thế giới với tổng cộng 199 người đang sống chung dưới một mái nhà. Pujayana là chủ nhân của gia đình này. Ông có tất cả 38 người vợ, 89 người con và 36 người cháu. Jana qua đời vào năm 2021 ở tuổi 76 bởi các biến chứng sức khỏe do tăng huyết áp và tiểu đường. Dù vậy, đại gia đình vẫn tiếp tục sống chung trong căn nhà cũ được Jana xây dựng trên vùng đồi Battan. Khoảng 2 lần một ngày, tất cả thành viên sẽ tập trung lại tại đại sảnh của gia đình để cùng ăn bữa sáng và bữa tối. Chỉ riêng việc ăn uống hàng ngày của một gia đình đã là một công việc nặng nhọc, bởi mỗi bữa ăn tốn ít nhất là 80kg gạo cùng nhiều nguyên liệu khác được chuẩn bị trong những chiếc nồi khổng lồ. Danh hiệu gia đình đông thành viên nhất thế giới chính là yếu tố thu hút một lượng khách du lịch không nhỏ tìm đến ngôi làng Battan xa xôi này. Tiểu mục Cà phê không đường. Lúc nãy chúng ta đã nói về nhạc, giờ thì mình sẽ bàn về phim ảnh đi Phương Uyên. Vâng, và Phương Uyên thấy điều đáng để bàn trong tiểu mục Cà phê không đường ngày hôm nay đó là phim Việt. Và nói đến phim Việt, đặc biệt là phim chiếu rạp thì khá là buồn thưa quý vị. Tổng số phim Việt chiếu rạp trong nước qua nhiều năm chỉ lăn quanh trên dưới 40 bộ phim. Đây chỉ là dấu hiệu cho thấy hiện trạng ngành điện ảnh thiếu tài lực để tăng số lượng phim, hoàn thiện quy trình công nghiệp điện ảnh. Đa phần hãng phim tư nhân ở nước ta có quy mô vừa và nhỏ. Họ phải làm các chương trình truyền hình, tổ chức sự kiện, lấy ngắn nuôi dài để làm phim điện ảnh. Mời quý vị cùng đến với phần phân tích đáng chú ý sau đây để hiểu rõ hơn về thực trạng này. Tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, đại diện cho các hãng phim tư nhân đã tha thiết kiến nghị chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ, đó là miễn giảm thuế, phí, điều kiện vay vốn, sớm có quy định và hướng dẫn về hình thành quỹ hỗ trợ và đầu tư. Với các nhà báo, trong lĩnh vực văn hóa, những kiến nghị kể trên không có gì mới. Cũng chính vị đại diện này, cách đây tròn một năm, đã phát biểu nội dung tương tự tại Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức. Thêm một điều tương đồng là đại diện các cơ quan chức năng tại hai sự kiện này đều phát biểu giống nhau. Ghi nhận các kiến nghị, tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền để có những điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động. Ai cũng biết để sửa một quy định không phải là một sớm một chiều. Tuy nhiên, sau một năm, vẫn không có một chuyển động nào để bắt đầu quy trình sửa đổi mà vẫn ghi nhận các kiến nghị, tổng hợp báo cáo, thì niềm tin trong đợi của doanh nghiệp đã suy giảm phần nào. Đồng thời, các cơ quan liên quan chưa kịp thời cụ thể hóa chủ trương của đảng và không quán triệt phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, đó là khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Không chỉ riêng điện ảnh mà đa phần các ngành công nghiệp văn hóa hiện nay đều thiếu các đại gia trong và ngoài nước đầu tư. Công nghiệp văn hóa là lĩnh vực có độ rủi ro nhất định, khả năng sinh lời chưa quá cao, chính sách ưu đãi không nhiều nên rất khó huy động nguồn lực đầu tư. Để nắn dòng tiền đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, chủ thể nhà nước phải tiên phong, dẫn dắt bằng thể chế, chính sách. Đây là kinh nghiệm của tất cả các quốc gia đi trước để xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa thành công. Chủ thể nhà nước vốn không dùng ngân sách công đầu tư kinh doanh công nghiệp văn hóa mà chỉ đầu tư vào các dịch vụ công như dịch vụ thư viện hoặc các lĩnh vực gần như không thể kêu gọi xã hội hóa như bảo tồn các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, với vị thế như nhạc trưởng, chủ thể nhà nước có thể điều khiển sự vận hành công nghiệp văn hóa theo mô hình quản lý cánh tay nối dài. Thông qua chính sách ưu đãi, chủ thể nhà nước có thể đầu tư gián tiếp để khuyến khích tăng số lượng doanh nghiệp, tăng vốn đầu tư. Một khi đã hình thành nền công nghiệp văn hóa có sức mạnh nội sinh nhất định, khối tư nhân sẽ tự vận hành phát triển mà không cần hoặc cần rất ít các chính sách ưu đãi hỗ trợ. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa nước ta cần được nuôi dưỡng trước khi có thể mơ vươn vai trưởng thành để xuất khẩu sản phẩm ra thế giới. Câu chuyện làm như thế nào để bán được sản phẩm chưa bàn đến, nhưng trước hết cần phải nhiều sản phẩm chất lượng, cần nỗ lực của cả xã hội để xây dựng nền công nghiệp văn hóa quốc gia. Nếu không kịp thời thực hiện, thì thời cơ vàng để phát triển công nghiệp văn hóa sẽ qua đi, ảnh hưởng đến mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% vào GDP năm 2030, làm giảm sức mạnh nội sinh của nền văn hóa chống lại sự xâm lăng văn hóa,
khó nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc gia. Tiểu mục chuyện ngày Tết. Thưa quý vị, đối với mỗi người con đất Việt, phong tục mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền. Cha mẹ là đấng sinh thành dưỡng dục, thì người thầy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là tấm gương sáng về chuẩn mực nhân cách đạo đức để học trò noi theo. Ngoài ý nghĩa đó, cũng không có ít người cho đến nay vẫn còn thắc mắc về nguồn gốc của câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của câu nói truyền miệng nhiều đời qua, tiểu mục chuyện ngày Tết hôm nay đã mời đến phim trường hai vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện này với phần dẫn dắt của MC Tuyết Oanh. Xin được giới thiệu với quý vị hai vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó là chuyên gia văn hóa thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tính, chuyên gia tâm lý thạc sĩ Trần Hương Thảo. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Tuyết Oanh ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Tuyết Anh và anh Hữu Tín. Dạ, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái việc mà Tuyết Anh nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã trải qua, không chỉ trong năm nay mà nhiều năm vừa qua nữa. Đó là về cái câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Cũng nhân câu chuyện được ngồi cùng với hai vị khách mời quý hóa đây, em cũng xin đặt câu hỏi đến anh Tính trước ạ. Thưa anh, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, cái nguồn gốc của cái câu này nó đến từ đâu vậy anh? Tính nghĩ đây là một trong những cái nét đẹp văn hóa của ngày Tết. Tại vì ngày Tết là cái thời gian mình được nghỉ ngơi, cho nên là người xưa mình đó, ông bà mình thì khá là trí tuệ và sắp xếp lịch, nghĩa là sắp xếp rất là khoa học nha. Thì mùng 1 là mình phải hướng về cha, nghĩa là về bên nội, mùng 2 là mẹ là về bên ngoại. Và cái đó là những cái việc trong gia đình, và sau đó đến mùng 3 mình mới bắt đầu ra ngoài xã hội. Và mùng 3, một trong những cái đầu tiên mà mình ghi nhớ đối với quan hệ xã hội đó là người thầy. Thì tính nghĩ là cái Tết mà được gọi tắt là Tết thầy á, nó là một trong những cái dấu ấn văn hóa rất là đặc biệt của người Việt. Nó thể hiện một cái dân tộc mà có một cái tinh thần rất là hiếu học, rất là kính chữ, yêu chữ. Và chữ thầy này không bó hẹp ở trong cái việc là ông người thầy dạy học mình không đâu. Thầy có thể là những người lương y, những người mà đã giúp đỡ mình trong cái năm vừa rồi á. Thì cái khoảng thời gian đó mình sẽ dành cái thời gian quý báu của ngày mùng 3 đó, mình tri ơn họ. Còn với chị Thảo thì không biết là trải nghiệm của chị đối với ngày mùng 3 hoặc là ngày Tết thầy nó như thế nào? Có cái gì đáng nhớ chị có thể chia sẻ với Oanh, anh Tính cũng như là quý vị khán giả? Thật ra thì đối với những cái ngày lễ trong năm, những cái ngày lễ khác trong năm thì chúng ta rất là khó có cái dịp để mà tri ân những người thầy cô cũ. Tại vì là nếu như mà bạn xuất thân từ tỉnh lẻ, ví dụ giống như tôi chẳng hạn, thì cái việc mà mình đi xa, sau đó thì kể cả có những cái ngày lễ khác ấy, thì đấy là một cái dịp mà không thể về được. Thì chỉ có cái dịp này mới là cái dịp mà có thể về được. Và sau một cái thời gian rất dài, sau khi mà mình đã ổn định tất cả mọi thứ giống như là anh Tín nói, thì chúng ta bắt đầu lắng lòng để nghĩ lại với những cái điều là ngoài cái việc đến với thầy, mình không đi một mình còn đi chung với bạn bè nữa. Thì nó như là một cái đích đến, nó vô cùng tốt đẹp. Nó vừa gắn kết bạn bè này, nó vừa để cho chúng ta hồi tưởng lại những kỷ niệm tốt đẹp đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình đã từng trải qua một cái thời cấp 3, cấp 2 nó tươi đẹp như thế nào. Thì tất cả những kỷ niệm đấy nó sẽ gắn chặt với người thầy và người cô của mình. Và tất nhiên những cái người thầy, người cô mà chúng ta đến thăm đều là những người mà chúng mình vô cùng yêu quý và tri ân. Thì đây chính là một cái cỗ máy thời gian tuyệt vời và mỗi năm chúng ta đều có. Cỗ máy thời gian, một cái góc nhìn rất rất là hay luôn đó. Cảm ơn chia sẻ của anh chị về mùng 3 Tết thầy. Lùi lại tí xíu về mùng 1 và mùng 2 chẳng hạn. Thì thường thì mùng 1, mùng 2 chúng ta sẽ dành thời gian để trải nghiệm cùng với gia đình của mình, để bày tỏ cái lòng thương mến, kính trọng với các bậc cao niên cũng như là ba mẹ rồi anh chị em trong nhà. Thì ở góc độ của anh Tính, anh cảm thấy như thế nào về cái cách mà các bạn trẻ ngày nay á, biểu hiện cái tình yêu thương của mình đối với gia đình? Anh thấy thì thứ nhất là văn hóa nó không phải là một cái thế tĩnh hoàn toàn, mà nó luôn có một cái thế động của nó, và nó tùy theo sự vận động chung của thời đại nữa. Cho nên là về cái cốt lõi á, thì người trẻ vẫn còn được một cái hồn của ngày Tết, vẫn còn được cái cốt, nhưng mà cái hình thức thì có thể có những cái thay đổi nhất định. Thì trong cái sự phát triển chung đó thì cái việc mà mình thể hiện sự lễ nghĩa, sự trân quý mọi thứ cho thầy cô, cho cha mẹ, gia đình đó, thì nó ít nhiều nó cũng có những cái thay đổi khác biệt một chút.
Ví dụ như là thầy cô thì vì trong cuộc đời mình quá nhiều người thầy mà mình không thể nào mà đi trong một ngày được, thì có thể là với công nghệ ngày nay thì họ có thể chuyển tin nhắn hoặc là họ có thể điện thoại, nói chung là nó sẽ dùng một cái công nghệ để tác động cho cái cuộc sống này. Và Tính nghĩ rằng là trong thâm tâm là, hoặc là thậm chí có những người học trò họ không có gửi tin đi ha, nhưng mà Tính biết chắc là trong lòng họ vẫn luôn suy nghĩ về người thầy. Và đó là một trong những cái hồn, cái cốt mà Tính nghĩ đó là cái mã văn hóa di truyền của dân tộc mình. Theo Tuyết Oanh được biết, anh chị ngồi đây không chỉ là công tác chuyên môn mà chúng ta còn là những con người đứng trên bục giảng nữa, còn là những người làm trong ngành giáo dục nữa. Vậy thì với anh chị, ngày mùng 3 Tết Thầy này nó có một cái ý nghĩa gì khác biệt hơn không? Hay là anh chị có cảm thấy như thế nào về cái sự dịch chuyển và thay đổi của ngày mùng 3 Tết Thầy giữa xưa và nay không ạ? Thật ra thì bản thân của tôi đang công tác trong trường đại học. Cái môi trường đại học nó rất khác so với lại môi trường cấp 3. Nó không có khiến cho người ta hoài niệm giống như trước, mà là nó hướng cho, nó khiến cho người ta hướng tới tương lai. Thì tất nhiên trong cái quá trình mà giảng dạy như vậy trong rất nhiều năm thì tôi vẫn được học trò gửi những cái tin nhắn chúc mừng hoặc là gọi điện thoại hỏi thăm là cô như thế nào. Bởi vì đặc trưng của tôi nữa, đấy là tôi không có ở thành phố Hồ Chí Minh, và các bạn sinh viên ý, là các bạn nó cũng ở tỉnh. Cái khoảng cách địa lý nó rất là xa, và giống như anh Tín vừa mới nói ý, là các bạn ấy dùng công nghệ để mà kết nối. Trong những cái thời điểm như vậy thì các bạn, khi mà các bạn nhắn tin hay là gọi điện hỏi thăm để chúc mừng, thậm chí là cái tin nhắn hoặc là một cái email, nó cũng sẽ làm cho mình xúc động vô cùng. Bởi vì là đây là cái ngày của tôi, chứ nó không cần phải nói đến chuyện là quà cáp hay là các bạn ấy đến thăm. Thực sự thì bây giờ các cái giá trị tinh thần nó còn cao hơn tất cả những cái giá trị vật chất, bởi vì giá trị vật chất là những thứ mà tôi có thể tự làm ra được, tôi không trông chờ vào ai hết. Nhưng mà những cái giá trị tinh thần nó ngày càng trở nên khô hạn, đi ở trong một cái xã hội nó quá gấp gáp như thế này, thì những cái điều nhỏ bé đấy nó sẽ khiến cho chúng mình cảm thấy là à, tôi có một cái giá trị nhất định, cái công việc của tôi nó có một cái giá trị nhất định. Đúng như bạn Thảo nói thì là cái hạnh phúc đơn giản nhất của người thầy đó là được học trò mình nhớ đến. Dĩ nhiên là người Việt chúng ta thì có nhiều ngày để tôn vinh, trong đó đặc biệt là ngày nhà giáo Việt Nam nè. Mà bây giờ lại thêm một cái ngày mà mang dấu ấn thiêng liêng nhất của dân tộc, mà được gửi gắm và gài vào trong ba cái ngày Tết, được xem như là ba ngày trọng đại nhất nữa. Thì cái giá trị người thầy sẽ hiểu được rằng là đối với người Việt là một cái sự mà kính trọng rất là cao. Và riêng đối với những người như chúng tôi đang làm nghề giáo thì rõ ràng là một phần là tôi cảm giác đó là một cái sự thiêng liêng. Thiêng liêng này không chỉ dành riêng cho nghề giáo mà là giúp cho người nhà giáo sẽ có một cái cớ để mà mình nhớ lại những cái trách nhiệm và bổn phận của mình trong cái việc mình giáo dục, để mà từ đó có thể thấy được cái sự tin yêu của học trò của mình, và cũng giống như mình sẽ nhớ ơn những cái bậc tiền nhân trước đây, những người thầy mình trước đây. Thì Tính nghĩ đó là một trong những cái giá trị mà mình rất là hạnh phúc đối với cái nghề giáo. Nhưng mà có một cái việc Tuyết Oanh rất là muốn nhân cơ hội này hỏi sâu hơn một chút xíu, vì ở đây có hai người là chuyên gia hết mà, cho nên biết đâu sẽ cho quý vị khán giả, và đặc biệt là như Tuyết Oanh nữa, có thêm những cái lời khuyên và có thêm những cơ sở để có một cái hành xử, một cái cư xử nó phải phép hơn, nó đúng lễ độ hơn, đặc biệt là đối với những cái đối tượng gần nhất với mình, đại diện cho gia đình, đó chính là ba và mẹ mình, các đấng sinh thành. Thì anh chị thân mến, là cuộc sống nhiều khi cái guồng quay vội vã nó nhanh lắm. Có nhiều lúc á, trong ngày, trong tuần, trong tháng mình hay nghĩ tới việc không biết Tết này mình làm gì cho ba cho mẹ nha. Nhưng mà thường cuối năm bao giờ công việc cũng ồ ạt tới hết. Mình rất là nhanh hết việc này tới việc khác. Nên đôi khi cái suy nghĩ của mình đã có đó, đã tồn tại đó, nhưng mà nó chưa có được thành hình thật sự. Thì ở góc độ đó là cá nhân Tuyết Oanh thôi, nhưng mà đó cũng là một câu chuyện mà anh nghĩ rằng không phải của riêng một mình Oanh đâu. Thì ở góc độ của hai anh chị có thể có một cái phân tích nào, giải thích nào hoặc là lời khuyên nào để giúp cho những người giống như Tuyết Oanh có thể có cái gọi là một cái sự hướng dẫn để có được một cái cách hành xử nó tốt hơn, cụ thể hơn không? Dưới góc độ gia đình thì tôi thấy là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, nó nói về việc là đối xử với nội ngoại hai bên như thế nào. Điều này vô cùng tuyệt vời trong cái việc cân bằng lại tâm lý của người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ ở trong xã hội Việt Nam luôn luôn phải hướng về gia đình chồng rất là nhiều. Nguyên một cái trước Tết là chúng tôi đã phải chuẩn bị rất là nhiều cho gia đình chồng. Vậy còn gia đình chúng tôi ở đâu?
Thế thì người chồng sẽ chỉ xách một con gà hoặc mang vài món quà đến và chúng tôi không lo được gì cho gia đình cả. Yeah. Đến ngày mùng 1 cũng là một ngày rất quan trọng, thế thì vẫn phải cúng kiếng ông bà tổ tiên ở nhà chồng. Và nếu như không có cái câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ để đi về nhà ngoại thì coi như phụ nữ chúng tôi hoàn toàn mất cân bằng trong một cái Tết dài dằng dặc như thế. Do đó mà rất cảm ơn các ông bà tổ tiên đã rất cảm ơn ông bà tổ tiên đã để lại cho chúng tôi một cái câu để mà có một sự phân công rất chính đáng. Anh nghe này, đây là mùng 2 Tết mẹ nhá, ông bà mình dạy đó, là chúng mình phải đi về nhà em thôi anh. Như vậy thì người phụ nữ sẽ được cởi trói về mặt tâm hồn, sẽ được về với ba mẹ của mình một cách danh chính ngôn thuận. Và điều này giúp cân bằng tâm lý tuyệt vời. Và chỉ cần một cái ngày đó thôi là có thể hòa khí gia đình suốt một năm đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Rất là hay luôn. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều ạ. Đúng là ông bà mình rất là giỏi, là họ đã sắp xếp vừa khoa học, vừa lý trí, vừa tình cảm, mọi thứ để mà làm sao đó để gắn bó những thành viên trong gia đình thông qua một cái đại lễ lớn của dân tộc. Thì tính nghĩ đó là một trong những cái cách khoa học nhất mà đối với người có deadline, có ngày giờ cụ thể, không gian thời gian rõ ràng chính xác hết. Và chính điều đó cũng là một cái mốc để cho người trẻ mình sẽ vươn đến. Ví dụ như là mình đó, mục tiêu đó là Tết này mình sẽ về thăm ba mẹ, thì trước cái mục tiêu đó mình sẽ dồn hết lực mọi thứ để mà mình sắp xếp công việc ở đây cho xong để mình gặp gỡ được ba mẹ. Thì tính nghĩ đó cũng là một cái Tết, là cái sự trở về, Tết là về nguồn, Tết là nhớ về tổ tiên, ông bà. Thì trong những cái giờ khác đó thì đúng là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, nó rất là thiêng liêng, rất là bao la. Và cái dấu hiệu bình đẳng giới nó rất rõ ràng ở trong đó. Ai cũng có cái ngày của mình cả. Có âm, có dương. Có đừng bên, nói là bên ngày nội xưa bên là, ngoại. Đừng nói về cái chuyện nho học với lại cả ra trường ở đây, bởi vì rõ ràng dấu hiệu bình đẳng giới ai cũng có phần đúng trong rồi. Những ngày trọng đại quá đúng tuyệt vời. Quan trọng là cách chúng ta vận dụng nó vào cuộc sống của mình. Và sau khi nghe anh chị nói thì anh nghĩ ngay một việc là mình phải học ông bà mình trong cái việc lên kế hoạch ứng dụng vào việc của em liền. Nghĩ là phải nốt lại liền, quản phải ghi chú lại liền, phải có cái sự sắp xếp và kỹ năng quản lý thời gian mà lại có văn có điệu dễ nhớ vô cùng. Dạ, thật là tuyệt vời. Dạ, sau những câu chuyện, sau những cái chia sẻ rất là có ý nghĩa vừa rồi thì anh tin là lúc này Thảo hay là anh Tính đều sẽ có rất là nhiều lời muốn gửi gắm đến quý vị khán giả. Trước khi chúng ta kết thúc phần này và tiếp tục với chương trình 24 giờ chuyển động thì em xin mời anh chị sẽ có lời chia sẻ. Xin phép được kính chúc quý vị khán giả xem đài một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Thông qua chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin chúc quý khán giả của chương trình có một năm hạnh phúc, an khang. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và chị đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây cùng với 24 giờ chuyển động ạ. Còn bây giờ Tuyết Oanh, anh Hiếu Tính và chị Hương Thảo xin chào tạm biệt quý vị. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy là câu nói vô cùng ý nghĩa, mang hàm ý nhắc người đời sau phải ghi nhớ công lao sinh thành dưỡng dục của thế hệ trước như cha mẹ thầy cô. Hơn nữa, ngày đầu năm không gì ý nghĩa và hạnh phúc hơn việc còn có thể sum vầy bên những người thân trong gia đình. Vì mỗi cái Tết trôi qua, ông bà, cha mẹ hay thầy cô đều đã già đi. Vâng ạ, ai trong đời mình cũng có cha mẹ và những ngày đến trường. Như câu, cơm cha, áo mẹ công thầy, ơn sinh thành dưỡng dục, dạy dỗ là những điều thiêng liêng cao quý mà chúng ta không thể lãng quên. Những ngày đầu năm mới nhắc nhở những điều này để mọi chúng ta đừng bao giờ lãng quên những giá trị thiêng liêng này. Đó cũng là cách để dù làm gì, ở đâu và bất luận sang hay hèn, giàu hay nghèo, thì trong tâm mỗi người, lòng kính trọng và biết ơn là những giá trị không thể nhạt phai. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của 24 giờ chuyển động hôm nay. Phương Uyên và Kiều Tiên xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.